Xin chào các bạn nha, mình đang trên có mặt trên đường số 12 các bạn, phường 15 quận 8. Trước mặt các bạn là vì món mắm ốc các bạn, nổi tiếng trên mạng xã hội nha, thời gian qua luôn á. Vì mới ra nha các bạn, nãy mình có đảo qua một vòng mà không thấy, nó quay trở lại thì thấy gì thôi. Nè, quá trời đông người luôn nè. Bên đây khác mà ốc này bự hơn. Mới đẩy ra luôn đúng không vậy? Mới đẩy ra. Rồi. Bên đây cái cậu còn có hết nắng. Anh này mua một bịch nãy giờ nè. Mua một bịch. Dạ, xíu mấy con hai bịch đi. Ai đây? Chị cũng biết trong ông quay quanh tới hết rồi con. Chờ chị chút xíu con. Qua đây có. Đây đây của anh này. Của ai? Của con ai bịch đó hả? Anh này tới nãy giờ nè. Mấy bịch thì con xin lỗi con nha con. Trời ơi xin lỗi con. Dạ nè nè xem con giá ha. Con chờ ha. Thương dữ không? Rồi đây. Rồi mấy bịch gì con? Rồi hai bịch. Rồi. Nói cho con nghe. Ai cầm bịch đây thì anh cầm bịch còn lại nha. Rồi. Rồi 120 đó. Dạ. Rồi. 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 Có lại 100 hả? Có lại 100. Trả tiền rồi đỉnh rồi nữa. Mất không bị đòn nha. Giờ là không biết là tới trước tới sau luôn á. Rồi rồi hai thứ 70 luôn. Của con 100 phải không? Không, tới được rồi.
năm nè, anh này 60. Rồi chăm bên đây. Con nhắc giùm cái con đi. Con không nhắc là con quên á. Lấy đắng. Rồi rồi 60 bên đây, rồi trái đinh cho kỹ đó. Anh này nè. Dạ dạ dạ. Cây 60 mà. Bối rối luôn á. Anh một miếng ốc với anh ha. Anh yêu. Rồi đây hai bịch. Rồi là không kịp luôn các bạn. Nè, đông quá trời đông nè. Cô bán từ mấy giờ cô? Cô mới đẩy ra, 5 giờ mới đẩy ra. Ủa hai bịch. Anh mua mấy bịch? Mua một bịch rồi. Rồi lấy dây chi dân bịch đi. Tôi có bịch tới giúp cô. Đẩy cái quán các bạn này phải đẩy bên này. Các bạn thấy không? Nãy nó đầy rồi, ốc nó đầy luôn, giờ nó lư luôn rồi. Sắp hết luôn rồi. Thôi cho bạn này 10.000 nè. Chị đưa, chị của chị ra đưa giá cho em chút tôi cho. Trời ơi, bạn ơi là bạn có gì đâu đó cho em. Thôi cho bạn này 10.000. Rồi. Xong luôn. Đợi lâu là tặng thêm một giá đó. Nè anh em tặng anh giá nè anh em. Rồi 70 nha. Không biết là để cho quà mà cái chồng vô bỏ chị ra đi. Để chị ấy giùm em ha. Của anh áo trắng á. Bạn áo trắng kia nãy giờ quay phim giờ lấy hóc nè. Hay là bán luôn đi gì ở đây luôn đi cho nó xong luôn. Bạn kia nhích xe lên thôi là bạn đó đi rồi. Rồi vậy được rồi cái gì. Hai bọc chân phải đây đã.
trước rồi nè. Vô hai bọc phóng ba bọc mất rồi. Rồi 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 chờ con cái. Rồi đây hai bịch, trả tiền rồi, đừng rồi nữa rồi, đừng mất công. Rồi đây 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 đây. Cái bịch hai thứ gì vậy? Rồi bịch hai thứ, sáu cục. Rồi hai thứ. Mẹ khu và ốc gạo nha các bạn. Rồi bịch hai rồi. Tầm giờ này là bán ngay đầu đường luôn nha các bạn. Đầu đường luôn. Còn lát nữa là dì sẽ để xuống dưới kia. Quá trời đồng. Nãy có khu mà nó hết rồi. Lấy cho bạn này thêm bịch nữa nè, bạn này đưa tiền rồi. Bạn này hả? Bạn này. Bạn này hả? Dạ. Thêm bịch nữa hả? Dạ, bạn đưa tiền rồi đó. Ủa, bạn đưa tiền, không đưa tiền này, không đưa ốc cho bạn. Đủ chưa? Rồi, đủ. Đủ nè. Dạ. Rồi. Rồi, đây hả? Đưa em là hai bịch. Rồi, đi. Cầm giùm đi. Con bằng trăm nha. Bạn áo đen đợi hơi lâu rồi gì? Yên tâm quá, mình tặng cho bạn một một phần. Cái một giá quên bịch bịch lỗ quá. Đây nó không rẻ. Bịch cho em này đi, đi rước con. Rồi rồi đi rước con, đi rước con đi, bịch đi rước con. Rồi anh bịch đi rước con. Rồi cho anh bịch đi rước con. Rồi chờ anh chút. À. Đây bạn, bạn áo đen. Bạn áo đen rước đi. Rồi, bạn áo đen. 60 đây nè, để bạn áo đen dặn bạn áo đen đi đó. Bán từ từ. Nè, cho bạn áo đen một giá nha. Rồi xong. Bạn này một bịch nè. Mấy bịch? Một con. Hai phần 50 không? Một bịch luôn. Rồi có con một bịch. Vài năm nóng rồi nha con. Vậy, vậy lấy cho bạn này thêm một bịch nữa nè. Thêm bịch nữa hả con? 120 con. Còn 120. Là có lại 306. Rồi có lại 308. 308 nè. Con bịch gạo thôi. Ba trăm tám và 408. Rồi rồi. Thiếu người lộn rồi không? Đây này có. Rồi cảm ơn con. Dạ dạ dạ. Bố con định hỏi nãy giờ em coi. Thấy bố quay bỏ. Đưa đây, bỏ lên hả? Bỏ ốc lên đi, cho bỏ lên đi. Để cho nóng nóng thì em đi. Vậy lên giờ nóng rồi. Rồi, cái bài đóc giờ nó hết luôn rồi các bạn. Cô bữa nay có cô Thủy đã phụ nha các bạn. Rồi. Rồi. Cái hai phần đi vậy. Rồi rồi. Để tiền rồi ha. Rồi lấy tiền rồi ha.
đi, giờ này mới nóng được rồi. Bu còn mà chưa trên da kịp. Hồi bữa bà nó lên nó tòa án bán mà chưa tới tòa án rồi sao. Lát nữa hết giờ làm việc mới qua đó được. Không còn, dạ anh yên tâm đi con. Anh đứng chờ em, đắt em cho thêm anh. Một phần. Cái hai phần cái gì? Rồi hai phần. Rồi. Bình mắm cũng sắp hết rồi các bạn ơi, mắm đầy luôn á. Có tiền đâu, khỏi đây. Có ai có tiền lẻ tiền, có mượn đi. Nè bạn này có tiền lẻ nè. Bạn này lấy một phần nè. Bỏ ốc vô nè. 50. Dạo con à. Còn hết con luôn. Con muốn ăn con chút nó có. Này, em lấy tiền rồi nè. Rồi. Đây. Dạ, chị chờ em một chút nha chị. Trời, nãy mua 4 phần rồi đó, giờ thêm phần nữa nè các bạn. Cô ra đó. Rồi, con lấy tiền rồi. Lấy đi, hai phần. Rồi. Ốc bu chưa ra. Ở đây nè, ốc bu chưa ra. Bán đưa 50 đi. Bạn này 2 phần nè. Lấy 2 phần nè. Lấy 2 phần cái gì? Rồi đó 50. Rồi đây nè, có 50. Nè, 2 phần nè. Cảm ơn. Dạ cho anh Huyền anh có dễ thương. Rồi nổi tiếng. Rồi dễ thương quá trời luôn. Lấy cho bạn này 2 phần nè. Bạn này 2 phần nè, bạn đợi hơi lâu rồi. Về hâm nóng đây nha. Dạ. Ôi, đợi vô mình thấy thương quá. Từ nè, cho thêm bàn nè. Đó, thêm nè, đó, quá trời. Cho 3 bịch mắm đi. Nè, 2 bịch này là bịch lớn, thêm bịch này á. Rồi, bao ăn luôn. Rồi, bịch lớn rồi. Đây. Tiền, lấy tiền. Tiền nè. Bạn này nè. Hết rồi nè các bạn. Dùm luôn đây nè. Rớt tiền, tiền của anh đúng không? Cái này phải về hấp lại, nó nóng. Của bạn này 3 bịch nè. Đưa một bịch nóng đi, còn 2 bịch hấp sáng luôn. Rồi lấy 3 bịch nè. Lấy bịch màu hồng đi. Biết sao con về có phải hấp làng cái. Dạ. Lấy cho con 1 bịch nóng đi, còn 2 bịch kia cũng được. Chính chưa? Dạ, chính là chỉ hấp nóng rồi thôi. Rồi cái này nó cũng chứ không có. Bịch mắm bự vậy, bịch mắm bự xả bên này nè. Đó, đỡ thì. Đó, đưa.
gom gom tiền lại cắt đi. Bán không kịp trở tay luôn các bạn. Qua này bán nhiều hơn tí hả vậy? Đúng rồi, dạ. 60. Đi quên 50. Có bạn kia. Cắt vô của nó tuột ra ngoài á. Mấy bạch chát. Đây ốc gạo to không nha các bạn. Ủa mọi người thấy chú mà rồi. Chú đâu mất tiêu rồi. Chú đang luộc. Dạ. Giờ mới ngưng nữa nha các bạn. Giờ mình để mấy chị các bạn đây nha. Cái đường phía trước đó các bạn, đường Phạm Hùng các bạn. Trên cái cầu ở trên khu vực thẳng xuống hoài luôn, Phạm Hùng. Là các bạn quẹo tay phải vô. Rồi cảm ơn nha.